Dạ vâng ạ. Thì những buổi tiệc rất là đặc sắc như thế này thì sẽ diễn ra tối thứ bảy hàng tuần để mọi người có một cái cơ hội đến với Cô Trang Long Loi những cái ngày này. Ok, ngày mai chủ nhật mọi người có thể di chuyển về lại nơi sinh sống của mình. Đó là một cái dự định của Bajana và hy vọng rằng là trong năm nay sẽ được tổ chức thường xuyên. Gia Lang, có anh Lâm được nhạc sĩ Phi Hương ví như là Hoa Qua Lan, một đá khúc em đẹp như Hoa Qua Lan mang đầy âm hưởng dân ca Bana. Xin gửi tặng quý vị cùng dàn cộng chi sống lâu trăm tuổi và xin mời quý vị cùng lắng nghe gìn giữ văn hóa của mình. Hoa Qua Lan, văn hóa của mình bây giờ nó bị gì, bị pha trộn nhiều quá rồi. Gìn giữ nét đặc trưng văn hóa của mình, người Brno đúng không? Cái này gửi về là lì xì nó mới. Chúc năm mới. Đoàn của Lâm không? Yên chứ. Chị nhớ tốt. Tốt lắm trời. Mấy anh ra đến đến Con Tum, đến Đắk Hà chúng tôi là chúng tôi là lên đường về khi là về bình an và gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào nhé. Xin mời các bạn nhiều cảm ơn sang, xin mời đội chiên vào vị trí, xin mời chúng ta cùng thưởng thức một nhạc phẩm đặc biệt nhạc Hoa Qua Lan, một sáng tác thiếu ông Nguyễn Sơn Ca Qua Lan. Và hôm nay là tối thứ bảy lần hai được tổ chức tại Cô Trang Long Loi. Và hôm nay các bạn, mình không tưởng tượng được là hôm nay đã huy động tất cả các ghế trắng, gà ghế đỏ, ghế gỗ và khoảng hơn 200 ghế thì đã full. Đã full hoàn toàn luôn. Và rất là nhiều các anh chị đang ngồi ở dưới chiếu để trải nghiệm một cái văn hóa rất là dễ thương như thế này.
Thực sự là đây là một cái sự bất ngờ rất là hạnh phúc của Bajana. Xin cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn đã tin tưởng và chọn Bajana là một nơi để chúng ta thư giãn và nghỉ ngơi cuối tuần. Rất là cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, lúc này Tân sẽ hát với Mạc Nguyên cùng con Trang online nhé. À, trên kia là anh Siêu Tâm, một ca sĩ rất là ca sĩ hát rất là nhiều bài Tây Nguyên hay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.